Mỹ tức giận khi Iran cung cấp máy bay không người lái cảm tử giúp Nga thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chiến ở Ukraine. Các bạn thân mến, trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, các máy bay không người lái cảm tử thể hiện rõ sự hiệu quả khi không chỉ tìm diệt mục tiêu chính xác mà còn gieo rắc nỗi sợ hoang mang cho đối phương. Những lợi thế đặc biệt này giúp chúng nhanh chóng vượt mặt các tên lửa để được Moscow sử dụng nhiều trên chiến trường. Mặc dù Nga được coi là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, nhưng phương Tây vẫn khẳng định họ đang sử dụng máy bay không người lái có nguồn gốc từ Iran. Liệu những cáo buộc này là có thật hay chỉ là chiêu bài của Mỹ để áp thêm các lệnh trừng phạt lên Nga và Iran? Chúng tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Nga gần đây sử dụng một loạt các máy bay không người lái cảm tử tấn công Ukraine với 3 mục đích: triệt hạ các mục tiêu lớn, hạ gục tinh thần và tiêu hao vũ khí của đối phương. Hãng tin CBS dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng ngày 20 tháng 10 cho biết Mỹ có bằng chứng cho thấy quân đội Iran trực tiếp có mặt tại thực địa ở bán đảo Crimea để hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào Ukraine. Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nói Iran đã cử một số lượng tương đối nhỏ nhân sự đến Crimea. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran và sẽ tìm cách để khiến Iran khó bán những vũ khí đó cho Nga hơn. Những thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính Hoa Kỳ thời gian gần đây đã nhiều lần viện trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine, bao gồm cả vũ khí sát thương. Nga và Iran chưa lập tức bình luận về các cáo buộc mới của Mỹ, song Iran đã nhiều lần phủ nhận việc bán vũ khí cho Nga, trong khi Moscow không trực tiếp bình luận về việc mua bán, nhưng cũng phủ nhận việc sử dụng máy bay không người lái để tấn công dân thường ở Ukraine. Theo hãng tin AP, Zaran 2 là một trong số các máy bay không người lái cảm tử mà phía Nga sử dụng. Zaran 2 có trang bị chất nổ, được lập trình tìm tới mục tiêu thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Khi xác định được mục tiêu, Zaran 2 sẽ phóng lên cao rồi lao xuống để tiêu diệt mục tiêu. Bằng cách thức tấn công này, gợi nhớ đến những phi công thần phong của Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2. Họ là những người lái máy bay cảm tử chứa đầy chất nổ lao vào các chiến đấu cơ hoặc tàu chiến của Mỹ trong các trận đánh ở mặt trận Thái Bình Dương. Các quan chức Ukraine và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Nga nhận nhiều máy bay không người lái từ Iran và sử dụng chúng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì nói Nga sử dụng máy bay không người lái cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất. Đây là một loại vũ khí có cánh tam giác, được sử dụng như một máy bay tấn công không đối đất và thường được gọi là UAV cảm tử. Shahed-136 mang một đầu đạn nhỏ phát nổ khi va chạm. Tuy nhiên, thực hư về việc Tehran có chuyển giao vũ khí cho Moscow hay không thì chưa rõ. Nhưng Bộ Ngoại giao Iran vào ngày 18 tháng 10 đã bác bỏ những báo cáo vô căn cứ trên. Trong khi Điện Kremlin phủ nhận lực lượng của mình sử dụng máy bay không người lái của Iran để tấn công, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định tất cả vũ khí quân đội Nga sử dụng đều từ các kho dự trữ trong nước, đồng thời bác bỏ thông tin Moscow dùng UAV của Iran để chống lại Ukraine. Đáp lại báo cáo của truyền thông Mỹ về việc Nga có nhập máy bay hay không, người phát ngôn Điện Kremlin đã nói rằng những tờ báo này đăng nhiều câu chuyện bịa đặt. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Mỹ và phương Tây cố ý thổi phồng dùm beng câu chuyện Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga? Iran đã bán máy bay không người lái, thậm chí là cả tên lửa tầm xa cho Nga. Thế thì vì sao lại bị Mỹ và phương Tây quan tâm quá mức và họ còn kiện lên cả Hội đồng Liên Hợp Quốc với vô vàn lý do họ nghĩ ra? Tác dụng và hiệu quả của các loại máy bay không người lái cảm tử hay là tên lửa của Iran thì không cần bàn ở đây, mà duy nhất chúng tôi chỉ nói đến một vấn đề, đó là ý đồ của Mỹ, phương Tây khi cố tình làm to chuyện Iran bán vũ khí quân sự cho Nga. Tưởng như một liên minh quân sự giữa Nga và Iran được thiết lập, khi đó Washington sẽ kích động và lôi kéo hai quốc gia là Israel, Ả Rập Xê Út, những kẻ thù không đội trời chung của quốc gia Hồi giáo Iran. Chúng ta biết rằng cả Israel và Ả Rập Xê Út hiện đang ở vị thế trung lập trong cuộc xung đột ở châu Âu hiện nay. Bởi vậy, Mỹ muốn họ chọn phe tham gia liên minh với Mỹ để chống Nga. Tuy nhiên, Israel và Ả Rập đủ sáng suốt và tỉnh táo để không mắc mưu ý đồ nham hiểm của Mỹ. Bằng chứng là Ả Rập Xê Út cùng các nước Trung Đông vẫn chọn đứng về phía lợi ích kinh tế của Nga. Một lý do quan trọng nữa, đó là tên lửa và máy bay không người lái do Iran sản xuất nếu có xuất hiện trong cuộc chiến với Ukraine sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Iran với Mỹ cũng như là với các nước phương Tây. Liên minh châu Âu EU chuẩn bị một gói trừng phạt mới chống lại Iran với cáo buộc Tehran bán vũ khí cho Liên bang Nga. Gói trừng phạt mới sẽ nhắm vào các cá nhân và thực thể của Iran, bao gồm 5 cá nhân và 3 pháp nhân. Theo lời các nhà ngoại giao,
gói trừng phạt mới được đánh giá là thông điệp mạnh mẽ chuyển tới Tehran. Ngoài ra, các cuộc đàm phán giữa quốc gia phương Tây để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đang rơi vào bế tắc. Và tranh cãi nào giữa Iran với phương Tây về việc bán vũ khí cho Nga hoặc là chiến dịch trấn áp tình hình bất ổn trong nước cũng có thể làm suy yếu các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận. Vào ngày 19 tháng 10, Nga đã cảnh báo Liên Hợp Quốc nếu tổ chức này định tiến hành điều tra việc sử dụng máy bay không người lái xuất xứ từ Iran. Ngược lại thì hơn 30 quốc gia cũng đang cung cấp số lượng lớn viện trợ quân sự và vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Moscow cáo buộc hành động này sẽ chỉ khiến chiến sự leo thang, đồng thời cảnh báo nguy cơ các nước có thể trở thành bên xung đột trực tiếp với Nga. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky lưu ý rằng tuyên bố của các nước phương Tây về việc cung cấp máy bay không người lái Iran cho Nga chỉ là cái cớ giả tạo để gây sức ép đối với Moscow và Tehran. Có một vấn đề rằng Iran đã chịu các lệnh trừng phạt và cấm vận của Mỹ trong hơn 40 năm, nhưng họ vẫn đạt được các thành tựu đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khả năng tự sản xuất và phát triển các mẫu máy bay không người lái có vũ trang. Biện pháp trừng phạt của Mỹ áp đặt nhằm vào Iran được bắt đầu từ tháng 11 năm 1979 sau khi một nhóm sinh viên cấp tiến xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran và bắt nhiều người làm con tin. Mỹ dỡ trừng phạt vào tháng 1 năm 1981 sau khi các con tin được trả tự do. Nhưng Washington áp đặt trừng phạt trở lại với Tehran vào năm 1987 khi mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng và Mỹ đã cáo buộc Iran tài trợ khủng bố. Lệnh trừng phạt được mở rộng vào năm 1995 để đối phó với chính phủ Iran. Vào năm 2006, Mỹ áp đặt thêm một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhằm ngăn Iran làm giàu uranium. Mỹ cho rằng Iran muốn chế tạo vũ khí hạt nhân, còn Iran thì luôn khẳng định nghiên cứu công nghệ hạt nhân là vì mục đích hòa bình. Trong hơn 40 năm chịu lệnh cấm vận, Tehran vẫn đạt được các bước tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Iran bắt đầu quan tâm đến máy bay không người lái từ những năm 1980 trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Thế hệ UAV đầu tiên của Iran mang tên là Ababin, khi đó chỉ đơn giản là thiết bị bay mang vũ khí. Cùng với các UAV trinh sát được phát triển sau này, Iran đã thành công trong việc đưa UAV vào môi trường chiến đấu. Sau cuộc chiến tranh với Iraq, Tehran quyết định tập trung toàn lực vào việc chế tạo và phát triển máy bay không người lái, bên cạnh dự án chế tạo tên lửa đạn đạo. Ngành công nghiệp hàng không của Iran bao gồm một số tổ chức khoa học kỹ thuật, các nhà máy chế tạo và sửa chữa máy bay, cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất các bộ phận khác nhau của máy bay. Hầu như tất cả các doanh nghiệp trong ngành này đều do lực lượng vệ binh cách mạng Iran giám sát. Nhờ đó, họ đã huy động toàn bộ ngành công nghiệp hàng không vì mục đích phát triển máy bay không người lái. Khi còn là đồng minh của Mỹ, Iran sở hữu một loạt các chiến đấu cơ phương Tây. Nhưng mối quan hệ căng thẳng cùng lệnh cấm vận khiến họ mất đi nguồn cung cấp và bảo dưỡng vũ khí. Trước năm 1978, Iran, dưới chế độ quân chủ chuyên chế, từng là một trong những đồng minh của Mỹ ở Trung Đông. Cuộc cách mạng Hồi giáo giai đoạn 1978-1979 đưa Iran trở thành nước Cộng hòa Hồi giáo. Kể từ đó, họ áp đặt một loạt các chính sách mâu thuẫn với Mỹ và mối quan hệ giữa hai nước ngày càng căng thẳng. Iran quay sang sản xuất hàng loạt UAV để bù đắp cho năng lực không quân hạn chế. Sau nhiều thập kỷ, họ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển và sản xuất các mẫu hiện đại, từ máy bay không người lái trinh sát, mang vũ khí hạng nhẹ, cho đến máy bay không người lái cỡ lớn mang bom và tên lửa dẫn đường và máy bay không người lái cảm tử. Theo hãng tin Sputnik của Nga, Iran đã đạt được bước tiến nhờ hợp tác khoa học và kỹ thuật với nước ngoài, chủ yếu là với Trung Quốc. Tự lực thu thập công nghệ và sản xuất thiết bị thông qua cách chính thống và không chính thống. Thu thập các mẫu máy bay không người lái của Mỹ và Israel nhằm mục đích nghiên cứu và sử dụng kỹ thuật đảo ngược để tìm ra bí mật công nghệ. Tehran đã từng hai lần can thiệp điện tử, ép các máy bay không người lái trinh sát của Mỹ hạ cánh xuống sân bay nước này vào năm 2011 và chiếm quyền kiểm soát một máy bay vào năm 2018. Ngày nay, Iran đã sản xuất 40 loại máy bay không người lái khác nhau, đặc biệt là các máy bay không người lái Mohajer và Jet. Mẫu Jet 129 của Iran rất giống với phiên bản MQ-1 Predator của Mỹ. Mẫu UAV này được ra mắt vào năm 2012 với tầm hoạt động 1.700 km, có thể hoạt động liên tục trong vòng 24 giờ và có 4 giá treo với khả năng mang tổng cộng 400 kg vũ khí. Như vậy, Iran hiện là một siêu cường về máy bay không người lái đang nổi lên trong khu vực,
khi công nghệ UAV của họ được sử dụng tại dải Gaza, Yemen, Lebanon, Syria và Iraq. Hầu hết máy bay không người lái được sử dụng để chống lại các lực lượng Ả Rập Xê Út hay lực lượng Mỹ tại các điểm nóng như Yemen và Syria. Nga và Iran thì đang tăng cường nỗ lực xây dựng các mối quan hệ thương mại cũng như quân sự trong bối cảnh cả hai quốc gia đều phải đối mặt với sự cô lập và các đòn trừng phạt tới từ Mỹ. Tháng 7 vừa qua, Iran đã trở thành khách hàng mua lúa mì Nga lớn nhất thế giới. Đầu tháng 8, Nga phóng một vệ tinh của Iran vào không gian và đây là một thành công hiếm có đối với chương trình không gian của Tehran. Trước năm 2022, mối quan hệ giữa Nga và Iran bị ảnh hưởng bởi các chương trình nghị sự đối lập ở Syria. Do những nghi ngờ lịch sử của Iran về sự can thiệp của nước ngoài và do vai trò lịch sử của Nga với tư cách là cường quốc thống trị ở Trung Á và Caucasus. Tuy nhiên, các sự kiện liên tiếp diễn ra cho thấy cuộc chiến ở Ukraine đã thúc đẩy Nga và Iran gắn kết với nhau. Cả hai quốc gia đều phải hứng chịu vô số lệnh trừng phạt cứng rắn tới từ Mỹ và các đồng minh phương Tây. Một liên minh Nga-Iran chặt chẽ hơn sẽ giúp cả hai nước giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt bằng cách tìm ra thị trường mới cho sản phẩm của mình, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác quân sự có thể giúp ích cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cũng như là các hoạt động của Iran ở Trung Đông. Mối quan hệ của họ còn được củng cố hơn nữa sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Tehran vào tháng 7 vừa qua. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2. Trước đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cũng thăm Moscow vào tháng 1. Hai nước cam kết tăng cường kinh tế và hợp tác quân sự. Nhìn chung, Iran đang tìm kiếm ảnh hưởng vượt ra ngoài Trung Đông để mở rộng chiều sâu chiến lược, thiết lập các mối quan hệ kinh tế mới với các quốc gia như Nga và quan hệ rộng hơn với các nước châu Á, chẳng hạn như Trung Quốc và Pakistan. Việc Iran tận dụng những cơ hội tiềm năng này như thế nào thì vẫn còn là dấu hỏi. Tuy nhiên, những căng thẳng gia tăng giữa phương Tây và Nga đã mang đến cho Iran cơ hội mới để tối đa hóa lợi ích và thúc đẩy các tham vọng chính trị, kinh tế cũng như quân sự của mình. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.